Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube mình mới thành lập, có tên là Wendy, cuộc sống tại Nhật và công việc phân dịch y tế. Thì mình xin tự giới thiệu, mình là Ben, hiện tại thì mình đang sinh sống làm việc tại Nhật Bản. Công việc hiện tại của mình đó là làm phiên dịch y tế cho một cái tổ chức NPO của tỉnh Kanagawa. Thì mình vừa rồi mình có dự thi cuộc thi để chứng chỉ phiên dịch y tế của Hiệp hội phiên dịch y tế Nhật Bản tổ chức và được cấp độ lại Q. Tôi gửi rất nhiều cái comment để mỗi mình chia sẻ về công việc phiên dịch y tế là như thế nào. Có rất nhiều bạn hỏi rằng là chị ơi, em muốn làm phiên dịch y tế nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu chẳng hạn, hay là em hoàn toàn không biết được chút kiến thức nào về y tế, hoặc là em chỉ có N2 thôi, liệu em có thể dự thi kỳ thi phiên dịch y tế hay không. Rất nhiều câu hỏi như vậy, và cuối cùng thì mình quyết định là làm một cái video để chia sẻ các cái phương pháp học tập hay là các cái kinh nghiệm từ bản thân về công việc phiên dịch y tế như thế nào. Và đây là video đầu tiên, mình cũng rất là băn khoăn không biết là muốn chia sẻ với mọi người đến cái nội dung gì. Thì cuối cùng mình sẽ lấy một đề tài gọi là xuất phát từ bản thân mình, là để được làm được cái công việc phiên dịch y tế hiện tại như bây giờ thì mình đã trải qua các cái giai đoạn, các step, tức là các cái tin từ như thế nào. Và nếu mà nói ngã từ lúc kể từ kinh nghiệm của bản thân thì để làm được công việc phiên dịch y tế như bây giờ thì mình đã trải qua 4 giai đoạn. Thứ nhất là Nihongo Benkyo Suru, tức là học tiếng Nhật. Nibanme wa, thứ hai đó là Tsuyaku ni Shigoto wo suru, công việc tìm kiếm thực thực đi làm công việc phiên dịch. Đến khi mình có một cái mức độ đứng trình độ tiếng Nhật cũng như là làm được một thời gian về công việc phiên dịch thì mình bắt đầu học các kiến thức về y tế. Và đến cuối cùng là mình thực sự đi làm việc với công việc phiên dịch y tế. Bây giờ mình sẽ giải thích rõ hơn là tại sao mình đã đi theo 4 bước như vậy. Học tiếng Nhật đó là việc đầu tiên rất là quan trọng. Học tiếng Nhật thì ở đây các bạn phải xác định cho mình đó là học tiếng Nhật để mục tiêu học tiếng Nhật của các bạn để làm gì? Để lấy chứng chỉ JLPT N2 N1 hay là học để đi làm tổ công việc phiên dịch. Và bên các video này thì chia sẻ về công việc phiên dịch, nên theo kinh nghiệm của mình thì mình đã học tiếng Nhật như thế nào để có thể nói được. Đối với người phiên dịch viên thì khả năng nói là chiếm vị trí quan trọng nhất trong cái môi trường phiên dịch ấy, thì nói như thế nào để cho nó ngắn gọn, dễ hiểu, xúc tích, và dùng các cái từ nào mà để cho tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Nên mình rất là chú trọng cái khả năng nói. Hàng ngày phương pháp học tập của mình đọc báo này, đọc các cái tạp chí và nghe thời sự. Mình có luyện tập theo cái phương pháp là shadowing. Phương pháp shadowing này thì chắc chắn mọi người cũng sẽ biết nhiều rồi đúng không? Hoặc là mọi người có thể tìm kênh Google là phương pháp shadowing là phương pháp như thế nào nhé. Bước thứ hai thì bắt đầu mình sẽ thử sức với các công việc phiên dịch khác nhau. Hãy bắt đầu các cái nội dung công việc phiên dịch từ đơn giản nhất rồi đến nhờ các cái công việc đó thì mình được tích lũy được kinh nghiệm, mình biết được cái bản chất công việc phiên dịch là như thế nào, môi trường làm việc thì ra sao, và khi làm phiên công việc phiên dịch thì mình phải chú ý được các cái kỹ năng như thế nào. Thông qua các cái công việc phiên dịch đơn giản đó thì mình mới đến hướng đến cái mục tiêu cao nhất là học làm công việc phiên dịch y tế nhá. Bản thân mình trước khi làm công việc phiên dịch y tế thì mình cũng bắt đầu có công việc phiên dịch với các cái nội dung khác nhau, đơn giản nhất từ là để dịch cho tu nghiệp sinh này, thì nội dung đơn giản như là vứt rác này, nội dung đưa thực tập sinh đi mua sắm này, để khi dần dần là bắt đầu đưa thực tập sinh đến các cái ngân hàng và các cái cơ sở hành chính để làm thủ tục giấy tờ. Sau khi mình có một nền tảng tiếng Nhật vững chắc là ổn định và mình đã tích lũy được một số kinh nghiệm qua công việc phiên dịch ở bước thứ hai rồi, thì bây giờ mình sẽ đi vào bước thứ ba, đó là tức là tìm hiểu, học tập và tiếp thu các kiến thức về y tế. Bản thân mình thì xuất thân từ trường y và mình rất là yêu thích cái công việc phiên dịch y tế, nên hàng ngày mình dành một thời gian nhất định để học những kiến thức y tế. Những kiến thức y tế thì skill rất là rộng, và có rất nhiều bạn hỏi mình là học thế nào là đủ, học đến đâu thì có thể làm công việc phiên dịch y tế này, hoặc là học cái nội dung gì để có thể thi được cái chứng chỉ phiên dịch y tế. Theo kinh nghiệm của mình ấy, thì là các bạn nên cũng học các kiến thức y tế từ những cái từ đơn giản nhất, cái nhất có nghĩa là các cái bộ phận trong cơ thể người này, và mình cố gắng luyện nói những cái từ đó ra cái ngôn ngữ mà phiên dịch của mình ấy. Đơn giản như ví dụ như là mình nói là
Atama, đầu, tê, tay, ashi, chân. Những cái từ đơn giản như vậy, xong rồi mình sẽ dần dần mà nâng các cái mức độ khó lên đến các cái cơ quan trong cơ thể. Shinjo, tim, jinjo, thận, kanjo, gan. Mình nói các nguyên nhân như vậy thì đến khi mình làm phim gì vậy thì mình sẽ nghĩ là một cái phản xạ là nó có thể nói nhân được như vậy. Mình cũng không khuyên các bạn là bắt đầu học những từ phức tạp, từ khó hay là các cái bệnh học quá khó như quang đông bọc mạc hay là u nguyên bào hay là cọt ọng động mạch hay là các cái bệnh nó phức tạp hơn. Như vậy làm cho mình rất là nản, mình sốc, mình không thể tiếp thu được. Và bước cuối cùng đó là thử sức với công việc phiên dịch y tế. Thì công việc phiên dịch y tế thì nó mới nổi lên một thời gian gần đây thôi, nên là để mà kiếm sống, sinh sống đúng với một cái công việc này thì là rất là khó. Nên là mình vừa song song công việc với hiện tại và cố gắng là tích lũy kinh nghiệm bằng việc là làm thêm các cái công việc liên quan đến phiên dịch y tế để có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công việc này. Thì mình khuyên các bạn nên tham gia các cái gọi là các cái tổ chức tình nguyện viên volunteer phiên dịch cho người nước ngoài, có thể là người Việt Nam mình. Vì là mỗi trường volunteer nên là tiền lương thì nó chỉ là gọi là để khích lệ thôi, không phải là nhiều lắm. Nhưng mà nó một cái ưu điểm lớn, nó có nghĩa là nó làm cho mình biết được là thực tế công việc phiên dịch y tế nó như thế nào, môi trường họ làm sao, và các cái trình tự, các cái bước để có thể hoàn thành tốt được cái công việc phiên dịch y tế. Tức là ba ưu điểm lớn nhất của việc tham gia volunteer là nare được, làm cho mình quen với môi trường. Thứ hai là funikyo shiru, tức là biết được cái các cái không khí, biết được các cái tình từ như thế nào, công việc phiên gọi là thực tế công việc phiên dịch này nó là làm sao, mình phiên dịch cho ai, cho bệnh nhân và bác sĩ, hay là bệnh nhân và y tá, hay là các cái nhân viên y tế trong bệnh viện. Và cuối cùng là input tổ, output tổ để kỷ lục, tức là làm cho mình có thể là thu nhập được cái thông tin đầu vào đầu ra, mình có thể lĩnh hội được các cái kiến thức như vậy, thì làm cho mình tiến bộ rất là nhanh. Bây giờ môi trường volunteer, môi trường mà phiên dịch y tế là cái môi trường lý tưởng nhất để giúp mình có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm nhất. Vì là công việc phiên dịch y tế này á, thì mình hưởng đến mục tiêu cao nhất là mình có thể là đảm nhận được các cái nội dung phiên dịch lớn khó trong bệnh viện, điều trị cho bệnh nhân này, cùng bệnh nhân vào phòng phẫu thuật này, cùng bệnh nhân tham gia các cái phác đồ điều trị này. Lúc đó thì mình được rất là nhiều tiền và mình có thể sinh sống được, nhưng rất khó để mình có thể được giao các cái công việc như vậy khi mà mình không có kinh nghiệm gì cả. Mình phải tích lũy được một lượng kinh nghiệm nào đó, mình làm cho gọi là cái CV của mình lại, làm cho sơ yếu lý lịch của mình nó đẹp lên. Thì lúc này khi đi xin việc, mình làm xin việc vào công việc phiên dịch y tế thì mình mới được là tín nhiệm và mình được giao các cái nội dung khó như vậy. Nên là xuất thân từ volunteer, xuất thân từ tình nguyện viên y tế đó, thì mình khuyên chân thành là mọi người hãy thử sức công việc phiên dịch y tế, đầu tiên bằng việc làm tình nguyện viên ở các cái tổ chức NPO này, hay các cái tổ chức mà để hỗ trợ người nước ngoài, thì từ đó người ta sẽ tạo cho mình nhiều cơ hội để đi phiên dịch ở bệnh viện nhiều nhất. Đấy, mình đã giải thích được 4 bước tiên tử để có thể trở thành làm được công việc phiên dịch y tế hiện tại của mình. Hôm nay là video đầu tiên của mình, nên nội dung nó cũng hơi dài và không được là xúc tích hay là trôi chảy cho lắm. Nhưng mình hy vọng những cái nội dung thông tin chia sẻ của mình về công việc phiên dịch y tế sẽ giúp ích cho một phần nào đó cho các bạn đang và có dự định làm công việc phiên dịch y tế này. Nếu các bạn thấy cái nội dung này là hữu ích thì hãy đăng ký kênh và like chia sẻ cho mọi người cùng biết đến nhé. Và cửa hàng là những cái video tiếp theo mình sẽ chia sẻ về thực tế công việc phiên dịch y tế của mình như thế nào, và phương pháp học tập cũng như là để có thể thi được cái chứng chỉ phiên dịch y tế thì mình phải nỗ lực và học như thế nào nữa nhé. Và hôm nay mình xin kết thúc video tại đây, hy vọng là mọi người có thể ủng hộ mình. Bye bye.